cương đối gần đỉnh, địa hình địa vật vật che đỡ cho mất cao ngang tầng ngực, hoặc đêm tối trời mưa sương mù tịch khó phát hiện, xin dùng những các tầm tắt như sau. Cũng bị thay hỏng nữa. Nghĩ đi, nghĩ đi. Dễ động tác vận động trên chiến trường, đi gọn, tay phải tách xuống lên, chân trái bước lên một bước, tách sang bên phải, kéo gót chân phải lên, xoay người tạo ý kiến một góc 45 độ, chân người tay phải nằm xuống lên, tay trái đỡ tay tay phải về nắm tay cầm, ngón trỏ đặt ngoài bên cò, chúng cách chân người khoảng 20 phân, đầu đầu cúi cao ngang cổ mắt, đầu hơi cúi mắt quan sát mục tiêu, khi tiến nhấc chân sau lên đặt cả bàn chân và tinh bảy tiến, chú ý trong quá trình tiến đầu không được nhấp nhô, luôn giữ ở trong bàn thôi tập. Động tác thứ hai, động tác bò hai chân một tay. Trường hợp vận dụng được vận dụng trong chiến đấu tiến công tương đối gần địch, địa hình địa vật vật che đỡ che khuất cao ngang như thế ngồi, đặc biệt được dùng ở những nơi ấy cần phải vượt qua địa hình có nhiều gạch tỏi đá cành cây khô đâm mục dễ phát ra kích động, hoặc cần phải dùng ghi tên động tác nhân viên vạch vẻ cành đá rồi rất liền trên đường tiến, thì khi đó dùng mắt bò hai chân một tay, nghe rất khẩu lệnh bò hai chân một tay, tay phải tách xuống lên kẹp xuống một lách, người ngồi xổm trên mặt đất, tâm rơi vào 20 phần chân, đầu hơi cúi quét quan sát mục tiêu, dùng tay trái vạch vẻ cành lá do tiêm đường tiến, xong đặt ngón cái làm thủ đẩy bốn lút ra ngoài, nhấc chân sau lên đặt bước mặt chân phía dưới làm bàn tay, tiếp tục dò tiêm đường tiến rất đẹp. Chú ý động tác này quá trình tiến mắt không được cúi xuống đất, không được đặt cả bàn chân xuống đất và súng không được cày nữa. Đâu, cứ như vậy chúng ta tiến ra. Thôi đọc. Động tác thứ ba lăn ngắn. Trường hợp vận dụng trong chiến đấu đang vận động hoặc chiến đấu thi công gặp hỏa lực bắn thẳng của địch thì dùng động tác ngắn ngắn để tránh hỏa lực bắn thẳng của địch. Hoặc đang nằm bắn cần thay đổi vị trí trong một khoảng cách ngắn thì dùng động tác ngắn ngắn. Động tác như sau. Nghe rất có lệnh. Thực hiện tư thế động tác vận động trên chiến trường lăn ngắn. Tay phải tách xuống lên kẹp xuống một lách, chân phải bước lên một bước dài, mũi bàn chân thẳng hướng tiến, mũi trái chống đất trước mũi chân phải, hạ thấp trọng tâm người, xoay người đặt vai phải xuống đất, dùng sức xoay toàn thân lăn. Quá trình lăn chân trái vẫn duỗi thẳng, chân phải thu co tự nhiên, khi đầu gối chân phải chạm đất, hai tay đưa xuống lên để thực hiện nằm bắn. Sơ tập đứng dậy, tay phải đưa lên nắm bắt tay, đưa xuống người ngang người, tay trái chống trước ngực, nghiêng người sang bên trái, hông trái có một góc cúi gập nằm trên cả chân, kết hợp tay trái và hai chân nâng người lên, khi nâng người lên thì tích xuống để ngang hông, bước chân phải lên tay trái, chân trái lên, tay chưa hết lên. Wow, mở đèn quá trời ơi. Thấy không? Đây qua cho. Động tác thứ tư, thứ năm, thứ sáu, chuyển động anh, chuyển động anh coi, khó khó khó. Đừng đứng, đứng tè luôn. Cao ghế đi nè. Công công tương đối của mình, địa hình địa vật vật che đất che khuất, cao ngang như thế ngồi. Đặc biệt được dùng để vượt qua những nơi cần phải thu lập mục tiêu một cách như sau. Thực hiện tư thế động tác vận động trên chiến trường. Lăng ngắn, đó, lê thấp, tay phải tách xuống lên, chân phải bước lên một bước, tay trái chống đất trước mũi và chân phải. Đặt cử tay, đặt cử trái, duỗi chân phải về sau, dùng trái co lên lưng gốc. Súng, đặt nằm trên cẳng chân, mặt súng quay vào trong, một cái đạn quay ra ngoài. Đầu hơi cúi, mất quan sát mục tiêu. Khi tiến, đưa cẳng tay về phía trước, co bàn chân phải lên, đặt sau bàn chân trái. Dùng sức lưng của cánh tay trái vào bàn chân phải, lưng lên, đẩy lên về phía trước. Rồi. Lê cao, chống cả bàn tay. À, ba nói em xuống dẫn. Để em được thử. Lê tập, hai tay. Tay và hai chân đẩy người đứng dậy, tách đúng để không bước chân phải ngang lên. Thì đừng có thứ máy đâu bạn. Bước chân trái lên cũng bốn rồi không? Đi khom, đi khom lê ngắn là lê thấp. Động tác thứ sáu, động tác trườn. Trường hợp vận dụng trong chiến đấu tiến công rất cần dịch, địa hình địa vật vật chất đất chất quất cao ngang như thế nằm, đặc biệt được dùng ở những nơi bằng phẳng chống trải. Bằng hành động hết sức nhẹ nhàng bí mật để áp sát mục tiêu tiêu của mình. Động tác như sau. Quay nhỏ mình nói. Thực hiện tư thế động tác vận động. Trườn, tay phải tách xuống lên, chân phải cúi lên một bước, tay trái chống đất trước mũi bàn chân phải. Đặt cẳng tay đặt trái dưới chân phải một con. Chú
đứng đặt nằm dọc theo thân người, cách thân người khoảng 30 phân. Hai gót chân và hai mũi và chân cách thân lại. Hai cẳng tay áp tới đất, nằm cách với đất khoảng 15 phân, đầu ý quý mắt quân sát mục tiêu. Khi tiến, đưa hai cẳng tay về phía trước, co hết cơ ăn mũi và chân lên. Dùng sức lưng của hai cẳng tay và hai mũi và chân lưng lên đẩy bụng ngực nước là trên mặt đất. Tiếp tục chuyển. Chuyển được hai nước thì hơi như dừng lại nút xuống. Má mẹ em đợi ném cái gì ta? Em định ném cái gì? Đối với súng trường lưỡi nhẹ, chúng ta nhấc được bằng một tay hoặc chỉ huy là ca. Còn súng trung liên LVD, LVK hoặc B40, B41 lặng, chúng ta không nhấc bằng một tay được. Tuy nhiên là người lại dùng hai tay. Mà lên nè mà giữ á, tại nó bò lên rồi. Đứng này, đây phải dùng súng trái trung liên. Nhưng người trung liên trái lên, cái đập tay trái và hai chân lên người lên. Và lũ tập trung. Bước chân phải. Rồi cái sau đứng lên. Vào hàng tất cả. Rồi nhờ các buổi tập. Ngày nay tôi đã giới thiệu kèm về nội dung từng người trong chế độ của người. Và các tư thế đứng lên. Về quân số kèm bảo đảm được. Tuy nhiên về tinh thần thái độ trong tham gia tập thì quay về lưu chỗ nào không lưu cho nên là cái bài kiểm tra xem điểm thấy có dở gì dở đầu gì đã về mất nhà trong nào chưa tập được về nhà tiếp tục tự ôn luyện ở nhà buổi sau chúng ta học lý thuyết ai nhớ bên về sau đây lớp 3 lớp trưởng lên lấy danh sách điểm danh thầy phân công như sau.